Dấu hiệu sắp sinh, chuyển dạ, mẹ bầu cần ghi nhớ, chào đón thiên thần bé nhỏ ra đời là điều hạnh phúc nhất nên bố mẹ luôn mong muốn có sự chuẩn bị tốt nhất. Vào những tháng cuối của thai kỳ, mẹ bầu thường rất lo lắng bởi vì họ không thể biết chính xác thời điểm sắp sinh chuyển dạ. Tuy nhiên, mẹ đừng quá lo, chuẩn bị tâm lý thật thoải mái và lưu ý các biểu hiện và dấu hiệu sắp sinh dưới đây để có một hành trình mẹ tròn. Con vuông nhé, chuyển dạ là gì? Chuyển dạ là quá trình diễn ra trong giai đoạn cuối của thai kỳ làm cho thai nhi và bánh nhau được đưa ra khỏi buồng tử cung qua đường âm đạo của người mẹ. Ở cuối thai kỳ, các triệu chứng báo hiệu thời điểm sắp sinh xuất hiện bao gồm các cơ ở tử cung bắt đầu co thắt, xuất hiện các cơn gò tử cung và khiến phần bụng trở nên cứng và cổ tử cung sẽ bắt đầu mở rộng dần. Sau đó, cơn đau ngày càng tăng dần và đều đặn giữa các cơn co thắt là lúc tử cung thư giãn và trở nên mềm mại hơn. Lúc này, thai nhi trong tử cung vừa xoay vừa di chuyển xuống dưới vào khung chậu của mẹ từ lúc bắt đầu có cơn đau đầu tiên và kéo dài suốt khoảng thời gian khi mẹ bầu chuyển dạ. Khi cổ tử cung mở trọn 10cm cùng với sức dặn của thai phụ, thai nhi sẽ dần lọt qua khung chậu của người mẹ. Quá trình sắp xanh được phân chia như sau, chuyển dạ đủ tháng khi tuổi thai từ đầu tuần thứ 38. 42 tuần, trung bình 40 tuần, là ngày sinh dự kiến, lúc này thai nhi đã trưởng thành và có khả năng sống độc lập khỏe mạnh mạnh ngoài tử cung, chuyển dạ non tháng khi tuổi thai từ 22. 37 tuần, trẻ sinh ra tháng khi tuổi thai lớn hơn 42 tuần. Các dấu hiệu sắp sinh và chuyển dạ thường gặp theo quan niệm quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày là đến ngày sinh nở. Tuy nhiên, việc sinh nở thường rất khó theo kế hoạch và bé yêu có thể chào đời bất cứ lúc nào. Do vậy, mẹ bầu có thể tham khảo 8 dấu hiệu sắp sinh dưới đây để chuẩn bị tâm lý vượt cạn. Bước vào giai đoạn chuyển dạ và gặp thiên thần nhỏ của mình, một xa bụng dưới, vào giai đoạn cuối thai kỳ. Thai nhi sẽ di chuyển dần xuống khu vực xương chậu của người mẹ để chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ. Hiện tượng này có thể xảy ra trước một vài tuần hoặc thậm chí vài giờ trước khi sắp sinh thật. Xong, đối với những mẹ bầu sinh con lần thứ hai trở đi, dấu hiệu này thường khá mơ hồ và chỉ cảm nhận được khi cuộc vượt cạn chính thức bắt đầu. Lúc này, thai nhi đã ở tư thế sẵn sàng chào đời, đầu trẻ quay xuống phía dưới và ở vị trí thấp. Ở thời điểm này, đầu của trẻ sẽ chèn ép lên bàng quang và làm cho mẹ bầu đi tiểu thường xuyên hơn giống như 3 tháng đầu thai kỳ. Lúc này, cảm giác chèn nặng ở bụng dưới nhiều hơn nên mẹ bầu sẽ thấy mình di chuyển khó khăn. Nặng nề hơn, mặt khác tin vui cho các mẹ bầu là lúc này mẹ sẽ cảm giác dễ thở hơn vì bé đã không còn lấn chiếm không gian phổi và làm giảm áp lực lên lồng ngực. Hai Cơn gò tử cung chuyển dạ thật sự, cơn gò tử cung chuyển dạ là một trong những dấu hiệu chuyển dạ mà thai phụ thường gặp nhất. Trong thai kỳ, các cơn co thắt tử cung đôi khi vẫn xuất hiện nhưng với tần suất không đều. Thưa thớt và không gây đau, không gây xóa mở cổ tử cung, được gọi là cơn gò sinh lý Braxton Hicks. Điều quan trọng là mẹ bầu cần hiểu đúng và nhận biết đặc điểm biểu hiện của cơn gò chuyển dạ thật. Các cơn co thắt thật sự thường xuất hiện vào những tháng cuối thai kỳ diễn ra với cường độ và tần suất tăng dần. Lúc này, thai phụ sẽ thấy bụng gò cứng lên, đau nhiều hơn và không giảm dù đã thay đổi tư thế. Tần suất các cơn gò thật sự diễn ra liên tục và đều đặn hơn, khoảng 5-10 phút sẽ xuất hiện một cơn gò kéo dài từ 30-60 giây, sau đó tăng dần 2-3 phút có một cơn. Vì vậy, sẽ không quá khó để thai phụ có thể phân biệt giữa co thắt sinh lý và co thắt chuyển dạ. 3. Vỡ ối, đây là dấu hiệu sắp sinh rõ ràng cho thấy phụ nữ mang thai bắt đầu chuyển dạ sắp sinh em bé thai nhi phát triển trong một túi chất lỏng bảo vệ gọi là túi ối khi túi ối vỡ nghĩa là em bé đã chuẩn bị chào đời cảm giác vỡ ối ở mỗi thai phụ là không giống nhau mẹ bầu sẽ có cảm giác một dòng nước chảy ra nhanh và mạnh đột ngột tuôn ra từ đường âm đạo nhưng không hề thấy đau đớn ở một số trường hợp khác mẹ bầu chỉ thấy nước chảy ra thành dòng nhỏ chầm chậm xuống dưới chân điều quan trọng mẹ bầu cần phân biệt đó là nước tiểu hay nước ối nếu mẹ bầu nghi ngờ mình bị vỡ ối nên đến khám lại với bác sĩ hoặc tại cơ sở y tế có khoa sản. Tùy tình trạng thai kỳ mà lượng nước ối có thể chảy nhiều hay ít, chảy thành dòng hay nhỏ từng giọt và có màu trong suốt hoặc vàng nhạt. Khi vỡ ối, mẹ bầu nên ghi lại thời gian vỡ ối, lượng nước ối cũng như màu sắc và gia đình nên đưa đến ngay bệnh viện. Đặc biệt thai phụ nên thận trọng nếu bị vỡ ối non trước tuần 37 của thai kỳ, vỡ ối ở bất kỳ thời điểm nào đều có thể ảnh hưởng đến thai nhi và tạo điều kiện cho vi trùng vì khuẩn xâm nhập, ở những mẹ bầu đã đủ 37 tuần thai trở lên thì việc sinh nở sẽ diễn ra trong vòng 12 24 giờ tới. Tuy nhiên, nếu mẹ bị vỡ ối mà vẫn không thể sinh thường, các bác sĩ thường can thiệp bằng phương pháp sinh mổ để đảm bảo an toàn cho thai nhi. Đặc biệt tình trạng vỡ ối để càng lâu thì nguy cơ nhiễm trùng cho bé càng cao. 4. Cổ tử cung giãn nở trong những tuần cuối của thai kỳ, đoạn dưới của tử cung sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sanh bằng cách giãn ra và mỏng đi dần trước khi mẹ bầu chuyển dạ nhằm thông đường cho trẻ chào đời. Khi khám thai định kỳ, các bác sĩ có thể đánh giá theo dõi độ xóa mở của cổ tử cung thông qua việc thăm khám âm đạo. Tuy nhiên, tốc độ xóa mở cổ tử cung của mỗi thai phụ sẽ nhanh chậm khác nhau. Trung bình cổ tử cung phải mở đến 10 cm mới được xem là mở chọn thuận lợi cho cuộc sanh. Quá trình mở cổ tử cung thường được chia làm hai giai đoạn gồm, giai đoạn đầu, cổ tử cung bắt đầu mở đến 3cm. Tiến triển chậm khoảng 6. 8 giờ, trung bình mỗi 2 giờ mở 1 cm, giai đoạn thứ hai cổ tử cung mở từ 3. 10 cm, tiến triển nhanh, mất khoảng 7 giờ, trung bình mỗi giờ giãn thêm 1 cm hoặc nhiều hơn. 5. Mất nút nhầy, nút nhầy là một khối chất nhầy dày nằm tại lỗ cổ tử cung, được hoạt động như một hàng rào ngăn chặn vi khuẩn. Virus và các nguồn lây nhiễm khác đi vào tử cung, vào khoảng tuần 37, 40 của thai kỳ, mẹ bầu sẽ thấy âm đạo tiết ra chất nhầy hồng hoặc hơi đỏ. Đây chính là hiện tượng mất nút nhầy cổ tử cung nhằm dọn đường cho trẻ chào đời. Dịch nhầy thường sẫm màu hoặc màu hồng, có một ít máu. Đây là dấu hiệu sắp sinh cho thấy trong một vài ngày tới em bé sẽ chào đời. Tuy nhiên, thời gian giữa việc mất nút nhầy và thời gian bắt đầu thực sự chuyển dạ là không cố định. Một số mẹ bầu có thời gian từ khi mất nút nhảy đến khi đi vào chuyển dạ chỉ trong vòng vài giờ hoặc vài ngày. Tuy nhiên, ở một số khác việc sắp sinh thật sự có thể xuất hiện một, hai tuần nếu dịch nhảy chứa nhiều máu, gần giống như khi mẹ bầu có kinh. Đây có thể là một dấu hiệu chuyển dạ nguy hiểm, mẹ bầu cần phải đến bệnh viện ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời. Trong trường hợp nếu thai kỳ đã đủ tháng và mẹ bầu mong muốn gặp bé yêu xong vẫn chưa có hiện tượng sắp sinh bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để được áp dụng các phương pháp khởi phát chuyển dạ. Mất nút nhầy là một trong những biểu hiện sắp sinh rõ ràng nhất ở thai phụ. 6. Bản năng làm tổ. Ở những tuần cuối, mẹ bầu sẽ có cảm giác mệt mỏi như trong tam cá nguyệt đầu tiên, 3 tháng đầu mang thai. Lúc này, bụng ngày càng to, gây chèn ép bàng quang khiến mẹ bầu phải đi tiểu đêm thường xuyên nên khó có thể ngủ yên giấc mỗi đêm. Do đó, nếu bất cứ khi nào cảm thấy buồn ngủ, mẹ bầu nên tranh thủ chập mắt dưỡng sức để có sức khỏe cho giai đoạn quan trọng sắp tới. Ngược lại, ở giai đoạn này, có không ít mẹ bầu bỗng trở nên hoạt bát, tràn đầy năng lượng. Bắt đầu thích dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị làm tổ đón bé chào đời. Đây có thể xem là dấu hiệu sắp sinh khi bản năng làm mẹ trỗi dậy và mẹ bầu muốn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để chào đón con yêu. 7. Chuột rút, đau thắt lưng khi sắp sinh, bạn sẽ cảm thấy những cơn chuột rút xuất hiện thường xuyên hơn. Đồng thời, tình trạng đau mỏi hai bên háng hoặc vùng lưng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt nếu là lần đầu tiên bạn mang thai. Các dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh nhận biết sẽ rõ ràng hơn. Nguyên nhân của tình trạng này là các cơ khớp ở vùng xương chậu và tử cung sẽ bị giãn, kéo căng ra để chuẩn bị cho thai nhi ra đời. 38 giãn khớp trong suốt thai kỳ, hormone relaxin đã giúp cho các dây chẳng của mẹ bầu trở nên mềm và giãn hơn. Lúc này, các khớp xương trở nên linh hoạt hơn để giúp khung xương chậu mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lâm bồn. Đây là phản ứng tự nhiên nên các mẹ đừng hốt hoảng nhé, khi có dấu hiệu chuyển dạ mẹ bầu nên làm gì. Thực tế, ngày dự sinh chỉ là dự kiến và nhiều trường hợp sẽ không đúng như dự kiến. Do đó, khi xuất hiện dấu hiệu sắp sinh em bé, bạn cần bình tĩnh, không lo lắng và thực hiện những điều sau. Đầu tiên là bạn cần đi khám thai đúng lịch để bác sĩ theo dõi và biết chính xác đã đến thời điểm cần nhập viện hay chưa. Khi đó, bạn sẽ được các bác sĩ và nữ hộ sinh hướng dẫn chuẩn bị những vật dụng và giấy tờ cần mang theo. Dặn dò các biểu hiện sắp chuyển dạ cần nhập viện, bạn có thể dễ dàng đăng ký lịch khám thai với bác sĩ bệnh viện Tâm Anh tại đây. Làm quen với cơn đau, mọi cơn gò chuyển dạ đều gây cảm giác đau đớn. Tuy nhiên, cơn gò chuyển dạ chính là một phần rất tích cực và cần phải có. Vì cứ sau mỗi lần có thắt thì thời điểm chào đời của con càng đến gần hơn, kiểm soát hơi thở. Thả lỏng cơ thể bằng cách thở chậm chậm và nhẹ nhàng, điều này giúp bạn giảm bớt lo âu và đau đớn. Khi nào mẹ bầu nên gọi cho bác sĩ, gần đến giai đoạn về đích của thai kỳ, các bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn cách tính thời gian cơn gò. Báo chuyển dạ gồm thời gian giữa các cơn gò và thời gian của mỗi cơn gò, cụ thể các cơn gò nhẹ thường cách nhau từ 20 30 phút và thai phụ cảm nhận đau ít. Sau đó, các cơn gò trở nên thường xuyên hơn cho đến khi chúng cách nhau khoảng 15 phút và đau nhiều hơn. Đây chính là lúc bạn cần phải đến bệnh viện ngay, ngoài ra, nếu có các dấu hiệu sắp sinh sau đây, bạn hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt gặp phải các dấu hiệu sinh non như các cơn gò xuất hiện trước tuần thứ 37 chảy máu âm đạo, tiết dịch âm đạo bất thường, đau bụng, đau vùng xương chậu hoặc đau lưng. Vỡ ối hoặc dò dỉ nước ối, bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ nếu nước ối có màu vàng nâu hoặc màu xanh lục vì đây là dấu hiệu của phân su. Là phân thải đầu tiên trong đời và sẽ gây nguy hiểm khi trẻ hít hay nuốt phải nó trong khi sinh. Chảy máu hay dịch âm đạo có lẫn máu tươi, không phải màu nâu hay hồng nhạt, bụng rất đau và đau liên tục hoặc bị sốt cảm nhận em bé trong bụng hoạt động ít hơn thường ngày chảy máu âm đạo bụng rất đau và đau liên tục hoặc bị sốt cảm thấy hoa mắt đau đầu hoặc cơ thể bị sưng phù hay chứng sưng phù trở nên nghiêm trọng vì đây là triệu chứng của tiền sản giật hay tăng huyết áp thai kỳ tuy nhiên bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ mà bạn cảm thấy lo lắng mặc dù không có các dấu hiệu trên bạn vẫn nên đến gặp bác sĩ của mình để được thăm khám tư vấn xác định lại tình trạng thai kỳ để giảm bớt lo lắng một số lưu ý đau đẻ có giống đau bụng kinh hay đi ngoài không thực tế phụ nữ có biểu hiện đau đẻ gần giống với đau bụng kinh hay đau bụng đi ngoài tuy nhiên cơn đau khi chuyển dạ sẽ xuất hiện với tần suất nhiều hơn khó chịu hơn mức độ đau tăng mạnh dọc ở phần lưng và hông khó chịu ở vùng bụng dưới lúc này do trẻ nằm trong tử cung theo hướng đường sinh và đè lên dây thần kinh khiến cho mẹ bầu gặp phải những cơn đau cao độ hiếm có cơn chuyển dạ nào không gây đau đớn cho người mẹ mặt khác đau bụng đi ngoài thường là những cơn đau nhẹ hơn điều khác biệt giữa đau bụng đi ngoài và đau bụng chuyển dạ xanh là vị trí đau thông thường đau bụng đi ngoài cơn đau sẽ nghiêng về phía hậu môn và gây khó chịu ở vị trí này còn cơn đau bụng đẻ sẽ xuất hiện nhiều ở tử cung gây khó chịu ở cả phần bụng háng và đùi các cơn đau đẻ có cảm giác như thế nào cách để giảm các cơn đau mỗi mẹ bầu sẽ có những cảm giác đau đẻ khác nhau và cũng không giống nhau giữa các lần mang thai nhưng nhìn chung, các cơn đau đẻ gây ra cảm giác khó chịu, đau phần lưng, bụng dưới cùng với sức ép lên xương chậu. Ngoài ra, một số mẹ bầu cảm thấy đau hai bên sườn và bắp đùi, họ miêu tả cơn chuyển dạ như bị chuột rút mạnh khi đến kỳ kinh nguyệt. Hoặc cơn đau quặn thắt ruột khi từ cung từ từ giãn rộng để chuẩn bị cho em bé lọt lòng. 4. Cách để giảm các cơn đau đẻ, mẹ bầu có thể áp dụng những mẹo nhỏ giúp giảm đau dễ sinh mà không cần phải tiêm thuốc hỗ trợ như đi bộ tập thở trường ấm ngâm mình trong bồn nước ấm hoặc tắm vòi sen thư giãn theo cách riêng như xem phim nghe nhạc massage trò chuyện buồn nôn có phải dấu hiệu chuyển dạ có ở tam cá nguyệt thứ ba nếu xuất hiện triệu chứng bụng cồn cào và hay nôn khan thì có thể bạn sắp chuyển dạ bởi vì ở giai đoạn cuối thai kỳ sự phát triển của thai nhi khiến tử cung bị chèn vào đường tiêu hóa gây nên cảm giác nôn và buồn nôn nên đây cũng được xem là một dấu hiệu sắp sinh, cần làm gì khi gần tới ngày lâm bồn mà không có dấu hiệu chuyển dạ. Ngày lâm bồn là ngày dự kiến thời điểm em bé có thể chào đời. Tuy nhiên, không phải em bé nào cũng sẽ ra đời vào đúng ngày dự sinh, mà có thể sinh trước hoặc sau ngày dự sinh một hai tuần. Trong trường hợp khi gần đến ngày vượt cạn cụ thể là tuần 40 42 của thai kỳ mà không có dấu hiệu sinh em bé, mẹ bầu cần đến khám lại bác sĩ sản phụ khoa theo lịch hẹn để được kiểm tra tim thai. Nước ối, nhau thai, nhằm phát hiện dấu hiệu bất thường để có can thiệp kịp thời, hạn chế tối đa những biến chứng có thể xảy ra. Ngoài những lần siêu âm thai định kỳ, bắt đầu từ tuần thứ 40, nếu đến ngày dự sinh mà chưa có biểu hiện rõ ràng thì mẹ bầu nên khám thai 2, 3 ngày, lần nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức hữu ích nhé hành trình bỉm sữa nuôi con khỏe dạy con ngoan